kính chào toàn thể quý vị đang quan tâm theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến với mảnh đất Thanh Ba Phú Thọ để ghé thăm công trình kiến trúc nhà anh Dũng. Ngày hôm nay thì công trình này có gì đặc biệt thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi nhé. Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home. Tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi khám phá công trình thì quý vị có thể thấy ạ, hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng ở khu vực là phía cổng chính của công trình ạ. Ở phần cổng này thì được làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện nhá, màu xám ạ. Bên cạnh đó thì có những thêm những cái đường này, họa tiết hoa văn rất nổi bật này. Đấy, được sơn giả đồng này, đó. Nó sẽ tạo cho công trình của chúng ta sẽ thêm phần là khỏe khoắn hơn. Đặc biệt là hai cái hệ ở cột trụ của cổng này ạ thì đều được thiết kế vuông vức, và hai hệ cột trụ này thì có cái thiết kế là đồng nhất với lại cái hệ cột trụ chính của ngôi nhà nhá. Một lát nữa thì Ngọc Huyền sẽ quay cho quý vị xem ạ. Về ngoài cái phần cổng này ra thì chúng ta sẽ có phần toàn bộ những cái phần tường rào bao quanh này ạ, thì đều được làm những đây ạ, con tiện bê tông được sơn màu trắng đó. Như thế nó sẽ làm cho công trình của chúng ta nổi bật hơn, mặc dù là chỉ đứng từ ngoài xa thôi chúng ta đã nhìn thấy công trình này rồi ạ. Đó. Còn đây thì chính là phía sân trước của công trình ạ. Như gia chủ chúng tôi có chia sẻ thì công trình này với tổng cái diện tích lô đất sẽ rơi vào khoảng tầm 600m2 nhá. Như thế thì công trình các kiến trúc sư chúng tôi sẽ đẩy lùi công trình ở phía sau xa kia ạ. Và toàn bộ phần phía trước này cũng như phía bên này ạ thì chúng tôi sử dụng là một cái khoảng sân chơi rất là rộng. Và khoảng sân này ạ thì sẽ là được lát hoàn toàn bằng gạch chống trơn nhé, thì sẽ đảm bảo được cái sự an toàn cho mọi thành viên gia đình, đặc biệt là khi mà thời tiết mà có mưa này, có nước có ở khu vực này này thì chúng ta cũng không lo ngại là sẽ bị trơn trượt ở đây ạ. Rồi. Mà không chỉ có tường rào bao quanh đâu ạ, ở quý vị có thể thấy là ở phía xa phần phía trước ạ cũng có được sử dụng những con tiện bê tông sơn trắng nhá. Ở bên trên thì có đôi khi có những cái cột ạ, chúng ta có thể là để thêm những cái chậu hoa và chậu cây cảnh trang trí ở trên đó ạ. Và công trình này quý vị có thể thấy ạ, ở xa này chúng ta sẽ có một cái, đây chính là khu vực nhà để xe nhá. Chòi để xe này ạ thì cũng với diện tích khá là rộng rãi để chúng ta có thể để được rất là nhiều xe máy ạ. Ở phía này thì ngoài đây chúng ta sẽ còn có thêm một cái khu vực là sân ướt nữa để có thể là thuận tiện cho gia đình trong việc sinh hoạt đó. Ngoài cái khu vực mà gia đình có thể là xây dựng công trình chính ra thì phía trước ạ thì cũng là một khoảng vườn rất là lớn để trồng cây ăn quả nữa. Thì như thế là đây chính xác là một khu nhà vườn đấy ạ, hòa nhập với thiên nhiên. Công trình này thì được anh Dũng xây để dành cho bố mẹ của anh ở đó. Nên quý vị thì có thể thấy xung quanh đây ạ, cây cối rất là nên thơ và hữu tình đúng không ạ. Đây, ở phía bên này ạ thì cũng có những cái cây ăn quả rất là lâu năm này, như là cây mít này, cây vải này đó, mang đậm chất tính chất của nhà vườn. Và quý vị có thể thấy ạ, đây chính là công trình chính của chúng ta đúng không ạ. Công trình này thì nổi bật với lại phong cách hiện đại, được thiết kế theo hệ mái Nhật. Hệ mái Nhật ở đây thì là một cái hệ mái mà đã khá là quen thuộc trong thiết kế của Mark Home chúng tôi. Bởi vì mái này này có những cái mái tỏa ra các hướng khác nhau này, giúp chắn nắng che mưa tốt này. Đặc biệt là cái độ dốc mái rất là nhẹ và vừa phải. Và mái này thì còn có một công dụng đó là mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Một lát nữa thôi khi mà Ngọc Huyền bước vào phía bên trong ạ thì sẽ cảm giác là cái nhiệt độ phía bên ngoài và phía bên trong chênh lệch rất là lớn ạ.
Ở công trình này thì chúng ta sẽ có chiều ngang mặt trước này là 16,1m và chiều sâu là 9,5m ạ. Như thế thì ta sẽ có tổng diện tích cho công trình này là 153m² các bạn nhé. Ở công trình này thì cũng khá là cao ráo, với lại tổng công trình sẽ cao là 8m. Trong khi đó thì chiều cao bậc ngũ cấp đi lên là 750mm. Chiều cao thông thủy căn nhà là 4,2m và chiều cao mái là 3,1m ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến lại gần hơn với công trình nhé. Đây thì chính là phía công trình chính của chúng ta. Công trình này quý vị có thể thấy hai hệ cột trụ rất là lớn vuông vức đúng không ạ? Và cái hệ cột trụ này thì đồng nhất với hệ cột trụ ở ngoài cổng phía ngoài kia. Ở bên trên thì có những cái đường đây kẻ chỉ âm tường màu nâu ạ. Đó. Ở phần phía dưới thì cũng là cột hệ cột trụ rất là vuông vức đấy, được trang trí sẽ làm công trình chúng ta nổi bật hơn, bề thế hơn. Đặc biệt là cái hệ mái của chúng ta nhá, thì sẽ có những cái mái này, cái sẽ đẩy lùi phía mái bên trong và đẩy cái chân ngói ra ngoài ạ. Như thế thì khi mà chúng ta sẽ có một cái ngôi nhà mà trông bề thế hơn, đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Như Ngọc Huyền có thể nói ạ, đây chính là cái bậc ngũ cấp đi lên ạ. Bậc ngũ cấp này thì giúp công trình chúng ta cao ráo hơn này. Bên cạnh đó thì sẽ tránh cái việc hiện tượng là sau này khi mà nền đất ngoài kia cao lên ấy, thì tránh hiện tượng là ngôi nhà quá thấp so với mặt đường. Toàn bộ cái phía phần này ạ thì lát bằng gạch granite nhá. Gạch granite thì quý vị cũng đã quá là quen thuộc rồi. Giá thành là rẻ này. Bên cạnh đó thì nó rất là bền này, chắc chắn này. Đặc biệt là có thể chống chịu được tất cả các mọi tác động của thời tiết này. Ở giữa này ạ thì chúng tôi sử dụng là đá granite màu đỏ, còn hai bên ạ thì sẽ là màu đen. Như thế quý vị có thể thấy ạ, nó tượng trưng giống như một cái tấm thảm này có thể trải dài ra đấy để đón các vị khách vào nhà. Và công trình này thì quý vị có thể thấy đứng gần đây nhá, có thể thấy là màu sơn trắng được toát lên là chủ đạo đó. Nó tạo làm cho ngôi nhà của chúng ta mà tinh tế hơn, sang trọng hơn đó. Bên cạnh đó thì ở phía này ạ, đây chính là cái phần sảnh chính ạ. Sảnh chính ở đây ạ, ở ngay phía này quý vị có thể thấy đó, được lát bằng gạch thảm nhá. Đó, gạch thảm thì với những cái họa tiết hoa văn này, những cái tấm gạch xếp vào nhau á, thì như thế nó sẽ làm nổi bật cho cái phần sảnh chính của chúng ta. Còn đây thì chính là cái khu vực cửa chính, cửa ra vào ạ. Cửa chính này thì được làm hoàn toàn bằng gỗ lim Nam Phi nhá. Ở trên này ạ thì có những cái họa tiết hoa văn đục đẽo trang trí rất là đẹp và nghệ thuật nữa. Đó. Bên trên thì cũng có những cái những cái pano kính chạy dọc. Như thế thì nó sẽ làm, nó vừa tác dụng là mang lại một cái tính thẩm mỹ cho cửa này, và bên cạnh đó thì làm cho ngôi nhà của chúng ta thông thoáng hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng vào phía bên trong nhé. Từ phía không gian cửa chính bước vào đây ạ, thì quý vị có thể thấy nhá, cái đầu tiên mà Ngọc Huyền cảm nhận được ạ, như Ngọc Huyền có vừa nói ạ, đó là cái sự chênh lệch nhiệt độ rất là rõ rệt. Ở ngoài kia thực sự là thời tiết đang rất là nóng bức, nhưng mà bước vào đây Ngọc Huyền cảm thấy một cái cảm giác rất là mát mẻ đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian là sảnh đệm, và sảnh đệm này ạ thông với lại phòng khách ở phía kia, chúng ta sẽ có tất cả là diện tích ở đây sẽ rơi vào tầm 39m² nhá. Ở phía khu này ạ, đây một cái tấm bức tranh rất là lớn đó. Và bức tranh này ạ thì quý vị nhìn xa xa và nhìn gần một chút ạ thì nó sẽ được những cái tấm gạch men đá ấy ạ. Đó, in những cái màu sắc lên đây xong rồi ốp vào cùng với nhau. Đó, rất là rộng rãi và nhìn thì nó rất là đẹp, bề thế này. Đó. Ở phía phần dưới này ạ thì tất cả đều lát bằng gạch granite vân mây nhá. Riêng ở giữa này ạ thì chúng ta cũng có lát một cái gạch thảm ạ. Đó, gạch thảm những đường nét họa tiết hoa văn màu vàng này trang trí rất là nổi bật cho khu vực sảnh này ạ. Phía bên này thì chính là khu vực để tiếp khách của gia chủ. Khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái bộ bàn ghế gỗ rất lớn. Và bộ bàn ghế này thì được làm bằng gỗ xà cừ nhá. Đó. Đây là những cái cây xà cừ rất là lâu năm rồi ạ. Đó, đục đẽo này, những cái họa tiết như thế này quý vị có thể nhìn thấy ạ. Nó rất là giá trị đấy ạ. Bên trên này có hình kỳ lân này, rồi là hình hoa quả này. Đó. Cái khu vực này rất là rộng rãi để có thể thoải mái gia chủ chúng ta có thể tiếp rất là nhiều vị khách đấy ạ. Ở phía này ạ, chúng ta cũng có thêm một cái ô cửa sổ khá là thoáng nữa. Cửa sổ này thì sẽ là ba cánh nhá. Đó. Như thế thì nó sẽ mang lại cho gia chủ này một cái ánh sáng tự nhiên hòa vào trong không gian phòng khách này. Đó, cũng như là điều hòa không khí cho không gian này ạ. Ở phía bên trên phần trần ạ thì chúng tôi sử dụng là trần chát nhá quý vị nhá. Mặc dù là trần chát thôi ạ, nhưng mà không kém cạnh về cái độ sang và cũng độ xịn giống như là cái trần thạch cao đâu ạ. Tại vì những cái hệ thống đèn lao lai này chảy dài về xung quanh này. Đó. Cùng những lượng họa tiết phào chỉ được đắp nổi này, nó sẽ tạo cho phần trần của chúng ta thêm phần tinh tế hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Ở phía bên trên ạ thì chúng ta sẽ có một cái quạt trần để có thể cung cấp toàn bộ không khí gió mát cho không gian phòng khách ạ. Và đây ạ, phía đối diện thì chúng ta sẽ có một cái kệ tivi. Kệ tivi này thì để một cái tivi khá là lớn để có thể là cung cấp đầy đủ cũng như là cái nhu cầu giải trí của cho mọi thành viên trong gia đình. Như ở kia thì Ngọc Huyền có giới thiệu quý vị một bức tranh đá rồi đúng không ạ? Đây, chúng ta còn thêm một bức tranh nữa.
cũng là bức tranh nhá, cũng được lắp bằng tầm từ những cái tấm gạch men đá được đắp vào đây. Đó. Rất là bề thế đúng không ạ? Rồi. Và từ cái không gian phòng khách này ạ, chúng ta sẽ thông thẳng qua không gian phòng thờ, không gian tâm linh của ngôi nhà. Và không gian phòng thờ này thì sẽ có diện tích là 12 m². Và có một điều đặc biệt nhé, là không gian phòng thờ này ạ, thẳng ở phía cửa chính của ngôi nhà. Thường thì có rất là nhiều quý vị khách hàng hay nói rằng là liệu rằng là phòng thờ ấy, mà thông thẳng ra cửa chính thì có bị sao không? Thì nhà Ngọc Huyền hôm nay có chia sẻ ạ, đối với những ngôi nhà mà cao tầng ấy ạ, thì chúng ta có thể là để ban thờ trên tầng cao nhất của ngôi nhà. Nhưng mà riêng đối với những ngôi nhà một tầng, đặc biệt là ngôi nhà thân tính chất nhà vườn như thế này ạ, để ban thờ này thông thẳng ra phía cửa chính rất là tốt. Khi mà chúng ta mở cửa ra thì thấy là đất trời âm dương hòa hợp với nhau. Đó, gia đình chúng ta sẽ làm ăn phát đạt hơn này, sẽ gặp nhiều may mắn hơn này. Đó, như thế thì quý vị đừng có lăn tăn rồi nhá, khi mà đặt chính ban thờ ở đây nhá. Ở ban thờ này ạ, thì tất cả đây thì đều được làm bằng gỗ hụ nhá. Đấy, những họa tiết hoa văn trang trí rất nổi bật này, hướng ban thờ thẳng ra phía mặt tiền, giúp đón tài lộc và vượng khí. Ở bên trên thì cũng có treo được một cái bức tranh nữa. Đó, để nó tạo cho không gian tâm linh của chúng ta sẽ truyền thống hơn. Đó. Ở đây thì cũng có một cái tấm phản gỗ ạ. Tấm phản gỗ này có thể là để đồ thờ cúng ở đây ạ. Và từ không gian này ạ, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ. Ở bên này thì sẽ là có hai phòng ngủ ạ. Trong khi đó thì ở phòng ngủ đầu tiên ạ, phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 15,8 m² nhá. Ở trong này thì có giường ngủ này, có tủ quần áo này. Ở đây thì có thiết kế là một cái cửa sổ rất là thoáng này, cùng với một cửa ở bên ngách bên hông kia nữa. Hai cửa sổ này sẽ giúp là đối lưu không khí trong phòng được tốt hơn. Gia chủ mà ngủ ở đây ạ thì sẽ tránh được cảm giác là bí bách khó chịu. Ở dưới nền nhà trong phòng ngủ thì cũng được thiết kế đồng nhất với lại ở phía bên ngoài nhá, tất cả nhá đều là gạch men đá vân mây nhá. Và phía đối diện này ạ thì chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là nhỏ hơn một chút là 14,3 m². Đây, trong này cũng đầy đủ tất cả các đồ nội thất cơ bản ạ. Rồi. Đấy là phía không gian bên này rồi, chúng ta sẽ đến không gian bên phải của tay Ngọc Huyền đây nhá. Ở không gian này thì quý vị khi mà bước vào đây ạ thì sẽ cảm thấy đây chính là một cái khu vực mà bếp kết hợp phòng ăn ạ. Ở bếp kết hợp phòng ăn thì sẽ có diện tích là 11,5 m². Sau này gia chủ chúng tôi có thể là để một bộ bàn ăn ở đây này. Đó, dành khoảng tầm 6 đến 8 người. Ở đây thì hệ tủ bếp được thiết kế theo hình đường thẳng. Đó. Ở đây thì với thiết kế là bếp nấu này, bồn rửa này, tủ lạnh này, tránh yếu tố vạm xung và phong thủy này. Ở phía bên trên chúng ta cũng có thêm một cái ô cửa sổ rất là nhỏ nữa để khi mà chúng ta nấu ăn ở khu vực này ạ sẽ tránh bị ám mùi. Đó. Hệ tủ bếp trên và tủ bếp dưới ạ thì đều được làm bằng gỗ tự nhiên nhá. Mặt bếp ạ thì được làm bằng đá kim sa nguyên khối, giúp chống chịu lực này, rất là tốt này, chịu nhiệt này. Ở phía bên trên này ạ thì cũng được ốp hoàn toàn bằng gạch granite vân mây nhá. Khi mà chúng ta nấu nướng ở đây ạ thì sẽ tránh hiện tượng là cái dầu mỡ này bắn lên phía bên trên này, chúng ta dễ dàng lau chùi và tẩy rửa hơn ạ. Và không gian phòng bếp này thì chúng ta sẽ đi thông qua một sảnh phụ bên phía bên hông nhà. Ở sảnh phụ này ạ thì sẽ cũng có thiết kế là cái cửa, hệ cửa bằng gỗ lim nam phi cũng giống đồng nhất với cửa chính thôi. Và khi mà chúng ta các bà các mẹ chúng ta đi chợ về ạ, có thể là đi thẳng trực tiếp từ phía bên cái sảnh phụ này và phía bên trong bếp này mà không cần phải đi thông qua sảnh chính ở phía bên kia. Ở không gian này thì chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì sẽ có với diện tích là 12,5 m² nhé. Đây là phòng ngủ dành cho bà. Trong này thì cũng có đầy đủ các nội thất thôi, như là giường ngủ này, tủ quần áo này. Trong này cũng có thiết kế một cái bàn, một cái ô cửa sổ rất là thoáng để lấy ánh sáng nữa. Và cuối cùng thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung của gia đình ạ. Nhà vệ sinh này thì sẽ có thiết kế phân chia hai không gian. Ở phía bên này ạ thì chính là khu vực để bồn vệ sinh. Bồn vệ sinh này thì sẽ có một cái diện tích là 2,3 m² thôi. Trong này cũng có một cái lavabo để chúng ta có thể rửa tay nữa. Còn ở phía bên này ạ thì sẽ là khu vực nhà tắm nhá. Nhà tắm ở đây thì sẽ có lavabo này và vòi tắm sen ở đây ạ. Đó. Bên trên thì cũng có thiết kế một cái ô cửa sổ để lấy thoáng và ở đây sẽ có diện tích là 3,4 m² nhá. Với một cái thiết kế mà giúp phân chia hai khu vực và hai không gian, một bên là nhà vệ sinh này, một bên là nhà tắm này, thì sẽ giúp không gian chúng ta sẽ trông thật sạch sẽ hơn này. Và chúng ta sẽ có thêm nhiều không gian để có thể sử dụng này, các thành viên trong gia đình thì không phải chờ đợi nhau. Và vừa rồi thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ về công trình nhà anh Dũng có địa chỉ tại Thanh Ba, Phú Thọ. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu nhà này ạ? Và theo Ngọc Huyền đánh giá thì mẫu nhà này đây chính là một cái mẫu nhà mà đúng chất nhà vườn đấy ạ. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc là muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình thì hãy vui lòng liên hệ tới số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.